Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây lan nữa. Một cây này có thể nói là nó cũng không có nhiều, nên là cũng không làm thương mại được. Bởi vì ngày trước ấy thì là mua cái này bên Thái Lan về, nhưng bây giờ thì bên Thái thì không nhân mô cái này nữa nên cũng không có. Cái này nó không phải là như các cây Calia khác, mà tự nhiên em lại làm, em ghi lại video của cây này. Bởi vì nó là cái cây dòng Epirurum, chứ nó không phải là Calia. Đấy, nên là mọi người nhìn cây này thì thường hay nghĩ đến cây nó là cây Calia. Nhưng bản thân cây này thì không phải là cây Calia. Thân lá thì nó giống, nhưng mà nó là cây Epirurum, dòng Epirurum. Dòng Epirurum ở mình ý, thì nó còn chưa được phổ biến nhiều. Và nó cũng có phổ biến, nhưng mà nó là hai loại khác, không phải là cái này. Cái cây của nó là cây Kirin, là cái cây Epirurum này ấy, thì nó là cây Kirin. Thì cái tên khoa học thì có thể là em đọc nó chưa được chuẩn lắm, nhưng mà em sẽ vẫn ghi đầy đủ để các anh chị có thể tìm hiểu, tham khảo thêm trên internet cũng như là rất là nhiều đơn vị khác. Như cái cây này của nó thì hoa là màu cánh xanh, và môi hoa, gọi là cái môi hoa của nó là nhiều dâu mực ấy. Rất là nhiều dâu. Đấy, đây nhìn bông này thì mọi người sẽ cảm nhận được rằng là nó dâu đến mức nào. Đấy, cái môi hoa của nó rối rít như này. Đấy. Nó là cây khi thì cái cây này nó không phải là cái cây phổ biến ở Việt Nam. Thì cái cây Epirurum radicans, hay là cái cây màu cam, cái radicans là cái cây màu cam đỏ ấy. Hoặc là cái cây Imbuguisay là cái cây mà nó phổ biến hơn tại Việt Nam. Cây đấy màu hồng. Cái cây FP, mọi người hay hỏi cái FP là sẽ biết. Những nhiều nhà vườn lớn mà người ta có nhiều cây ấy, thì người ta sẽ biết được những cái cây đó. Thì những cái cây FP, những cây hồng với cây cam đỏ thì nhiều, còn những cây xanh này thì nó ít hơn. Cây này mọi người hay gọi là nhện, bởi vì trông nó hơi gọi là dâu tua nhiều. Thì một số người gọi như vậy, một số người gọi khác, mọi người gọi là cây dâu Mỹ hay là cây cát xanh. Thực ra cây này thì nguồn gốc của nó vẫn từ Mỹ, và có thể là khu vực Bắc Mỹ hay gì đó thì liên quan. Em cũng không biết rõ được chính xác cây này như nào, nhưng mà cây này là nguồn gốc từ Thái về. Đấy, biết là nó từ Thái về thôi. Và nó là một cây cát rừng của Mỹ. Nhưng mà theo cái cấu trúc và thân lá thì nó rất là giống thôi. Chứ còn em chưa nhìn thực tế và chưa sang bên đấy nên chưa biết được. Tương lai thì vẫn mong muốn là sẽ được đi để tìm hiểu thêm về các loài hoa lan trên thế giới. Nhưng cây này thì nó là cây Kirin, thì nó là một cái cây rất là đáng để ghi vào bộ sưu tập. Thì em phải ghi nó lại để giữ lại một tư liệu để về sau này biết được có những cây nào thì tìm hiểu và có tên khoa học đầy đủ, chứ không phải chỉ mấy cái cây mà tên Việt xong rồi tên khoa học thì có mà không biết. Em muốn là tất cả các tên là mọi người phải đều biết cả. Chơi lan là mình phải biết tên của nó, thứ nhất là tên Việt, thứ hai là tên khoa học. Còn những cái cây đột biến thì mình không nói, cây đột biến là do bịa ra thôi. Đấy, kiểu vậy. Thì hôm nay em giới thiệu cây này thì em sẽ quay chi tiết hơn về cái bồng dưới này, nhìn nó rõ một chút. Đấy, thì cây này là màu xanh lưỡi trắng, và nó lưỡi nó rất nhiều râu, nhiều lông, trông rất là nghệ thuật, đúng không ạ? Bông này nó nhỏ thôi. Đấy, cánh nó bé tí. Cây này thì nó em giới thiệu luôn về thân lá của nó để cho mọi người cùng biết luôn. Nó thân lá như cây cắt mini vậy. Đây, thân lá của nó xanh sạch, dòng hoa xanh trắng vàng thì bao giờ nó là thân lá xanh sạch, chứ nó ít khi có tím. Thân lá tím thì nó mấy cây đỏ hoặc là cây ấy thì nó đa phần là có nhiều hơn, nhưng cây xanh trắng vàng thì nó không có. Thì đây là cái cây nhỏ của nó, rất là dễ dễ hoa này. Đấy, độ siêu hoa nó rất là khủng khiếp luôn, không có cái cần nào không có hoa anh chị nhá. Đấy, nó cứ lên mèo xong rồi sẽ ra hoa. Mình hay gọi là mèo ấy, nhưng thực ra nó lên nụ. Đấy. Thì thân lá của cây này thì nó
cái thân của nó dài từ 10 đến 25 cm, những cây to này của nó phải 20 chị nhá. Nhưng mà với những cái cây trưởng thành mà nuôi tốt ấy, thì nó sẽ là 25, thân không thì đã 25 rồi đấy. Và thân của nó to khoảng từ 0,5 đến 1,5 cm, có thể là 2 cm, bởi vì nhiều cây mà mình nuôi tốt cái thân này đoạn ở trên này nó phình rất là to này, như cái thân này nó già nó bị teo lại này đấy. Thì còn những cây này là nó chưa được to lắm thì cây này phải thay chậu, bởi vì nó chật chậu rồi. To muốn to thì cứ phải cây nhiều giá thể, cây nhiều nắng ăn nhiều giá thể, nhiều phân thì nó mới sẽ to đấy. Cây đấy là thân. Còn nói về lá của nó dài từ 10 đến có thể là tối đa là 20 cm. Thì với những cái lá như này trên này thì anh chị nhìn nó rất là to đúng không, to nó phải dài mười mấy, gần 20. Có những cái lá này, lá này vậy từ đây xuống nó phải tầm 20 đấy, gần 20 cm. Nuôi đạt thì nó có thể là dài hơn nếu như mình nuôi to. Cái bản lá của nó thì nó to khoảng từ 4 đến khoảng 8 cm, 4 đến 8 cm, bởi vì có lá to lá nhỏ. Những cái quan trọng ở đây là dáng lá, mình nhận biết nó bằng cách là nhìn dáng lá và nhìn thân. Dáng lá của cái này, lá thường là thẳng đứng chứ nó ít vách. Đây này, mọi người nhìn từ cái thân nó lên, đa phần nó thẳng chứ nó không vách gì cả, nó vách rất ít, độ lệch lạc của nó rất ít, đa phần là thẳng lên. Đây anh chị nhìn cần hoa bên này thế, lá nó lên đa phần là thẳng, cây nào cũng thế, lá thẳng và lá nó không vẹo vọ, lá nó lên thẳng như thế nào là cả đời nó như thế luôn. Đây anh chị nhìn cái độ này, nó không bị vặn xoắn gì cả, lá nó không bị vặn xoắn, lá nó là dạng lá phẳng, thẳng đứng, tương đối thẳng đứng đấy. Nhưng nó vẫn sẽ bị hơi nghiêng, nó tùy phụ thuộc từng cái. Đây này đấy, nó tùy phụ thuộc nhưng đa phần là sẽ là thẳng đứng, bởi vì về cơ bản là nó nhoi lên để nó lấy ánh sáng mà, nên là nó dòng thân thẳng mà nó lại nhoi lên để lấy ánh sáng, chứ nó không phải là dòng đi ngang. Nó có dòng là có thể đi ngang, có dòng đi dọc, có dòng đi chéo lên. Có những cái dòng thì nó sẽ đi chéo, còn cái này là cứ đi thẳng. Đây này anh chị nhìn này, nhìn cái đường đi gốc của nó nhá. Nó không phải là đi ấy mà đa phần là nó đi thẳng và nó đi rơi. Đi rơi đây này. Đây này. Anh chị nhìn thấy nó đi rơi không ạ? Đấy. Cây nào thế nó đi rơi. Và khi mà nó rơi xuống cái này ít cây mà nó chéo lên như này anh chị ạ. Còn nếu đi ra thì nó vẫn sẽ đi rơi, chứ nó không đi. Cái mầm này nó ra nó sẽ hơi xuống một tí, cứ mỗi mầm nó sẽ xuống một tí, chứ nó không phải là đi thẳng hay đi ngang hay đi thẳng đi mọc trồi trên. Có những cây ấy, có những cây mầm ở đây nhưng mà nó sẽ mọc trồi lên, xong nó trồi lên trồi thì nó sẽ cao lên dần. Cái này nó đi hơi thấp đấy, nó sẽ đi hơi xuống dưới một chút. Đấy mà nói kiểu trúc và kiểu dáng thân lá và cấu trúc đường đi. Bởi vì cấu trúc đường đi của những cái cây này thì nhiều khi là nó cũng sẽ đánh giá được cái cây đấy nó là cây dòng nào và dạng cây. Thế nên là ví dụ như những cây này thì người ta hay gọi là Calia, nhưng thực ra thì nó là cái Epirurum, thì nó là một cái dạng khác hoàn toàn là Calia luôn. Cái này thì em nói đến mùa nở hoa và hương thơm, màu sắc. Mùa nở hoa của nó thì nở vào dịp thu đông. Đấy, có thể sẽ nở hơn sớm hơn dịp này hoặc có thể là muộn hơn. Nhưng mà đa phần thì nó sẽ nở vào dịp tầm mùa đông. Chứ còn ra mùa hè thì vẫn có thể có. À, ra mùa xuân thì vẫn có thể có, nhưng mà là tỷ lệ nó ít hơn. Bởi vì nó phụ thuộc vào ấy, cái cây đa phần là nó được chăm sóc như nào. Nhiều khi cái mầm mà lớn lên ấy, cái mầm này là lớn lên này, nhưng mà nó chưa đủ độ ấy, chưa đủ độ già cây ấy, cứng cây ấy, thì nó chưa ra. Ví dụ như cái nụ nhỏ này, anh chị thấy không ạ? Nụ nhỏ này nó sẽ nở sau. Đấy, nhưng đa phần là nó sẽ nở đồng loạt. Đấy, thì có nghĩa là cứ đủ nắng, đủ gió thì nó sẽ nở đồng loạt luôn. Bởi vì đa phần là nó nảy mầm đồng loạt. Trường hợp nó nảy mầm bị, có nghĩa là mầm này trước, mầm này sau nó ít hơn. Nó cũng có, nhưng mà ít hơn. Và khi mà nó nảy mầm đồng loạt thì nó mới ra được nhiều hoa như này. Anh chị thấy không ạ? Như cái chậu này nó phải mười mấy cân hoa đấy. Chậu này thôi nhưng rất là nhiều hoa. Mười mấy cân hoa, mười mấy thân luôn. Có nghĩa là nó cái độ siêng hoa của nó rất là siêng hoa. Chỉ cần nuôi là sẽ có hoa, nó như dòng cát mini vậy. Cát mini thì cây nào cứ anh chị cứ nuôi là nó sẽ có hoa luôn. Cứ nuôi thân lớn già cây là có hoa, còn nhiều bông ít bông thì phụ thuộc vào chăm sóc cây to cây nhỏ. Đấy. Tiếp đến em nói về chuỗi hoa của nó, có nghĩa là cần hoa. Mùa nở hoa rồi, đây nói cần hoa của nó. Cần hoa của nó như cái cần này. Cần hoa này thì nó rơi vào tầm khoảng 5
như cần em đang cầm đây là 6 bông, nó sẽ rơi vào từ 5 đến 10 bông, có thể ít hơn, tối đa là 10 bông. Nhưng mà nó đa phần sẽ rơi vào 7 bông là nhiều, 6 7 bông là nhiều. Nó có thể nhiều hơn phụ thuộc vào cái chế độ chăm sóc của mình ấy. Còn nhỏ nhỏ thì ví dụ như cây này bé tí này nó đã 5 bông rồi. Đây này, nó chỉ cần ra cây là đã có 5 bông rồi. Đấy. Hiểu nghĩa là khi mà anh chịu nuôi tốt nuôi to thì nó sẽ là 10 bông. Đúng ạ? Thì một trên một cần này, 10 bông, cần hoa của nó dài khoảng tầm 15 cm. Từ 10 đến 15 cm, có thể là 20 cm, phụ thuộc vào là cần hoa càng dài thì càng nhiều hoa. Tiếp theo là đến nói đến là cái bông hoa. Bông hoa của nó là bông hoa cần hoa là đều màu xanh. Bông hoa của nó màu màu xanh luôn, và có cái môi hoa của nó là màu trắng, và nó có rất là nhiều râu, anh chị thấy không ạ? Rất là nhiều râu như râu mực vậy đấy, anh chị nhìn thấy cái bộ hoa này trông rất là vui đúng không ạ? Nó nở rất là nhiều hoa. Bông hoa, đường kính bông hoa của nó rơi tầm 8 đến 10 cm, nó rất là to, nhưng cánh nó nhỏ dạng như con nhện vậy đấy, anh thấy không ạ? Bông rất to nhá, cái đường kính này, đường kính nghĩa là như này, rất to, khoảng từ 8 đến 10 cm, có thể là hơn 10 cm. Và cái này là có hương thơm nhẹ, rất nhẹ, chứ nó hương thơm không mạnh, hương thơm rất nhẹ, và nó rất là siêng hoa và dễ trồng. Thì đây là một cái cây Epidendrum mà em cảm thấy rất ưng ý. Thì nó một cây rất là đẹp, thì mọi người có thể xem và tham khảo thêm những cái bài và những cái video khác của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa. Em có giới thiệu tất cả những cây nào mà nhà em có, hoặc là những cái cây mà được nhiều người biết đến, là em đều có những cây thì em làm thương mại, có những cây thì em trồng để giữ giống và bảo tồn là chủ yếu, một số giống, nhưng mà khi mà có nhiều thì em vẫn chia, làm kinh doanh mà, nên là không có tiền thì làm sao mà làm kinh doanh được, phải chia chứ. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em xin chào và hẹn gặp lại, hẹn gặp mọi người vào những video lần sau với những cây là hoa lan khác nhau. Xin chào.